Nhiệm vụ thu thập ảnh các bạn đã làm xong chưa? Và nếu chưa làm xong thì hãy truy cập sự kiện 29liênquân.gala.vn để làm nhiệm vụ nha. Quy tắc tham dự đó là sự kiện diễn ra từ ngày 24 tháng 8 đến ngày 8 tháng 9. Thu thập 6 loại mảnh khác nhau để nhận quà hấp dẫn. Đặc biệt các bạn có cơ hội nhận gấu bông Zip và vé quay xem phim. Để nhận được thẻ thì các bạn làm nhiệm vụ nhận thẻ này. Đây có các nhiệm vụ đây này. Sau đó các bạn sẽ mở thẻ. Mình sẽ mở thẻ nha. Rồi, ui. Được lạc thần này. Được Moren này. Được Preta này. Đó. Nếu bạn nào thừa thẻ thì tặng thẻ cho bạn bè. Nếu bạn nào thiếu thẻ thì yêu cầu các bạn thừa thẻ tặng thẻ cho các bạn. Đấy, mình có hai lạc thần này. Cái thẻ này bây giờ là rất là hiếm. Ít anh em được. Đó. Sau đó có đủ thẻ rồi các bạn sẽ nhận quà. Và đây là danh sách quà tặng của các bạn khi đủ 6 loại thẻ khác nhau. Hai thẻ thì được cái sao bảo hộ này. Ở đây là mức 4 thẻ và đây là mức 6 thẻ anh em ơi. Và nhớ là đến ngày 2 tháng 9 các bạn mới nhận được quà nha. Đây mình sẽ ấn go này. Đấy. Và 2 tháng 9 các bạn mới nhận được quà. Nên là cứ làm xong nhiệm vụ. Thời gian làm nhiệm vụ rất dài, các bạn chỉ cần mỗi ngày đăng nhập vô sự kiện 29liênquân.gala.vn và mở thẻ thôi. Vậy giờ ai là người cho em yên bình?
cách xa anh khi yêu thương đang gìn giữ vẫn an lành, xóa những hy vọng một tình yêu và hai trái tim giờ anh quên hết bao năm. Đi bên em anh thật không thể làm được, người mình thương giờ trong nhớ tên quen cho em đó những câu hứa của ngày xưa, và rồi mình anh sẽ đi trong cơn mưa rơi muôn lành, để cho những hạt mưa sẽ cuốn trôi đi hết muôn phiền, cho trái tim anh tìm lại những yên bình lúc xưa. Vậy mà em chưa đến, anh chưa trao ai tiếng yêu đầu tiên, nụ cười vẫn hồn nhiên, tim anh không đau vì mất em.
subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.